Carousel này, slider này thì nó có mấy cái hình nó chạy chạy ở đây nha. Thì giờ mình đầu tiên mình quan sát là có một cái mảng xanh chạy hết từ bên trái sang phải, rồi dưới này nó có một cái mảng trắng bao hết 1200, và nó cách margin bên trái 15, bên phải 15 thì nó nằm bên trong thôi nha. Thì giờ mình thiết kế cái phần màu hè trước qua đây. Cái nào làm xong rồi mà không muốn nhìn thấy nữa thì tắt mắt đi nha. Rồi bây giờ mình mở lại anh bạn phát thảo bên dưới để mình thấy cái phần nó chia phần bên dưới này nha. Vậy thì bây giờ bạn vẽ lại cái phần màu xanh ở đây, đừng có đụng gì đến cái phát thảo trước hết á, để yên nó đấy. Lấy cái này ha, rồi lấy màu xanh, lấy hết 1600 pixel từ đây qua đây. Bạn thấy rõ ràng có hai hình, cái là bạn chấm màu từ đầu, bạn vẽ rất là nhanh nha, bạn không chấm vô, mình cắt vô, mỗi lần mình lấy nhảy qua nhảy lại copy rất là lâu rồi ha. Thì bây giờ để xem, mình hồi nãy mình đã ra khỏi cái group chưa đã này à, chưa ha, kéo hình ra ngoài này, đóng lại. Thì cái này đặt tên là background của slider. Tiếp theo tạo một layer nữa, mở lưới lên, tắt cái chữ A này vô ha. Mấy anh chị sẽ vẽ hình chữ nhật. Hồi nãy mình vẽ chiều này bao nhiêu nhỉ, 404 đúng không? Thì giờ mình cũng cho 400 chẵn đi, mình vẽ một cái trắng nha, một cái trắng để mình coi vẽ nhiêu nè. Lấy trắng tên đi, ê xin lỗi, trả lại màu xanh đi đâu. Vẽ xong rồi mình tính, không cần tạo layer mới luôn. Mình sẽ vẽ một hình chữ nhật này ha. Và bây giờ bạn sẽ vẽ từ đây qua tới đây, lấy hết 1180 nha. Nó nhảy, nó cùng màu đó. Sau đó em cho màu trắng lên. Chưa đúng ha, nó phải từ bên ngoài này luôn nè, hết ra đây luôn nè nha. Vậy là 1200 nha, lấy chẵn 1200. Xong rồi mình mới rồi mình vẽ một cái hình này cho cô nè. Mình sẽ fix từ chỗ này, mình đo qua đây tới đây là 1170 đúng không, là 1200 trừ bên trái 15 thì bên phải 15 đúng không, là một. Thì vậy nào trên hai bên là 15, rồi tôi muốn cái hình ở trên là đẩy từ dưới là 15, dưới là 15 nữa, vậy là 400 mà tôi trừ đi 30 đúng không. Đó thì bây giờ tôi sẽ tạo một cái để tôi tính cái màu sau ha. Nick đây, mình sẽ lấy đây là 1170 này, và cái này trừ đi 30 còn 370 nè, đúng không? Ok, cái này cái đã rồi, cứ cho nó một cái màu gì đó đây đi, cho lên trên ha. Đó. Thì anh bạn này bạn sẽ đưa cho nó được nằm ngay giữa đúng không? Mình tính là hoàng mà, thì ta muốn cái hình chữ nhật này ha, nó xuống thêm một tí nữa cho nó đẹp, 420 đi. Ha, rồi hai cái này nằm giữa chỗ đó ha, thì nó nhìn nó rõ cái bảng của mình ra hơn, được chưa? Nó nhìn như vậy nè, nhỏ nhỏ lại, nó cần tuân trừ nhìn tổng thể nó vậy nè ha. Thì cái hình nó sẽ chạy trong cái phần màu màu nhạt ở giữa đó, là đường viền xung quanh là 15. Thì mình biết chắc chắn là 15 hay không mình cứ việc giống thôi ha. Cái này giống ở giữa, cái này giống giữa là chắc chắn nằm ngay giữa nha. Thì mình trừ đi cái này là 15, cái này 15 đây, hai bên này 15 bằng nhau liền nha. Sau đó hình lấy đâu ra, tôi không muốn cho sẵn mà chị chịu khó lên mạng lấy nha, để sau này người ta đưa hình á. Tại vì nếu tôi đưa là hình nó cắt bằng nhau rồi không, mà giờ người ta đưa hình nhiều khi có cái lớn có cái bé, mình phải biết tự động mà nó vô ha. Thì giờ bạn chọn, bạn cũng search cho chữ body bằng get như hồi nãy, nhưng mà em không có cho chữ logo dày không thôi đó, hình ảnh đầy luôn nha. Rồi bây giờ tôi lấy cái hình này trước,
ha. À, bây giờ mình cứ kích phải để xem cái nào bự hơn không. Này bự bự được rồi nè. View image. Đấy ha, kệ nó, copy đi. Copy thẳng luôn nhé các bạn. Đi vào đây, cầm chuông V ra đây. Nha, rồi, bạn nhớ không? Alternate, nick vào đây. Hiểu chưa? Tâm tôi chỉ lớp mình chưa? Tức là cái hình để ở trên, hình để ở trên cái khung để ở dưới. À, Antanas nick giữa hai layer là nó đẩy vô nha. Rồi khi nó đẩy vô rồi thì bạn có quyền xử lý cái hình này, à, muốn lấy nu lên đi xuống gì đó, hoặc là cần chân tê thu nhỏ gì đó, hoặc mai mốt mình code á, mình cho hình mình nó chạy trong cái khung này được luôn. À, mình animation bằng CSS á. À, đầu tiên em thấy để như vậy, hay này là đầu tiên em để hình như vậy nè. À, nhìn vậy chả biết tiệm gì, từ từ đi xuống đi xuống đi xuống. À, đúng không? À, thì nó một vậy cũng là một cách nha, cách thứ nhất. Làm lại lần thứ hai nè. Thì sau khi em làm xong hai cái này ha, em cần chôn di cái hình này ra một hình nữa nha, để dành kéo hẳn lên trên để chuẩn bị cho cái hình thứ hai nha. Thì cái này phải alternate lấy lại nữa ra rồi nè, không có mất. Cái này là để lên trên, tí nữa cái hình khác là để lên giờ nha. Rồi tôi làm lại lần thứ hai để bên chị nhớ nè. Bây giờ lấy cái bánh nha, lấy cái tủ bánh đi. À, cái này đi, nhìn nó xinh xắn hơn nhưng mà phải bự cơ. Có cái nào bự hơn không? Đói bụng hả? Chưa ăn gì hết thôi. Rồi, copy, ăn này tiểu đường chết. Cầm chân V ra. Rồi, giờ mình cứ kiểu kéo thoải mái nha. Và đừng có sợ, nhấn Shift kéo to lên. Nhìn càng cận cảnh nó càng đói bụng. Để vào đây nha. Rồi, Antanas, đích giữa hai đứa. Rồi, xong. Hiểu không? Chứ mình đừng cứ không có nhất thiết là mình phải cho trọn vẹn hình. Người ta nhìn vậy người ta mới đã rồi người ta đi kiếm hàng ta mua. Chứ đừng có mắc mớ gì hết nha. Vậy là chúng ta sẽ làm được ít nhất là hai hình cho cô. Rồi mình sẽ tạo ra ở đây một mũi tên bên trái và mũi tên bên phải, mấy cái tròn tròn ở đây nữa. À, nói vụ làm mũi tên luôn, hình như mình coi trong custom set này nó có không? Có, lấy luôn, khỏi có công đi vẽ. Mua animer gì đó, error nè. À, lấy đại cái này đi, lấy cái đó ai mốt có không ra nha. Thì không có. Rồi à, bạn sẽ sửa lại một xíu nha, lấy cái này alternate nick vô đó, kéo cái điểm này lên đây, là cái này thì mai mốt nó may ra là có nè nha. Thì cho vậy đi, rồi sửa lại màu gì đó thì bạn cứ việc, nó là một cái shape mà tha hồ đổi màu. Thế này tôi thường 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 tôi người ta hay cho màu trắng rồi giảm opacity chút. Nga, coi như một nút bên tay trái ha. Rồi alternate nó cầm chuông di ra một cái, rồi mang qua bên đây đặt tối xứng qua nha. Mấy cái hình này mấy chị tự do muốn lấy hình gì lấy nha, cái này nó hơi bé kích nên nó hơi bị bể nè, bạn nữa làm được bự lên thì càng tốt rồi ha. Cầm chuông t đặt ngang nó qua nè, rồi chọn hai cái này tôi chấm cho nó bằng nhau cho chắc ăn nè. Đấy ha, rồi vẽ một cái tròn tròn. Cái tròn tròn lấy cái này được rồi. Thì cái tròn tròn là lấy khoảng 15 pixel vuông thôi, 15 này là được rồi, ok. Đó, một cái ha. Còn cứ vẽ đi, tí rút lại xong thì gắn giống vào giữa. Một cái nè, hai cái nè, ba cái nè. Tạm thời cứ cho là mình sẽ có bốn hình đi ha. Rồi, giống ngang, chia đều. Đấy ha, để tôi muốn có một cái ở trạng thái hover. Hộ hover màu gì, ví dụ tôi nói hover màu hồng này. Đó, vậy đi. À, ba cái kia tôi không, màu trắng hoại tôi không thấy, thì tôi muốn cho nó một đường đường viền màu xanh. À, màu xanh một cái coin thôi, ba coin nó thô quá, ví dụ như vậy. Thì cái nào active thì là màu này nha. Vậy đó, bây giờ bạn xong rồi rút cả rút lại thì coi nào, nút tròn. Sau đó bạn giống nha, lấy cái nút tròn này nhấn cần chôn với cái hình này mới đúng rồi ha, bạn căn vào giữa đó thì nguyên cái rút đó nó sẽ chạy vào ngay giữa cái hình này, nhớ rút vô mới chạy á. Bạn không rút bạn chọn từng hình mà bạn rút vô thì biết rút chuyện gì ra không, nó chạy lên nó đè nhau chồng lên nhau một nút thôi đúng không. Còn bạn lấy rút thì bạn giống rút, nó lấy rút nó rút với cái này giống với cái này, rồi chúng ta sẽ vừa mới xong được cái slider nha. Rồi gửi máy. Hãy
Yeah.